Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugui đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bill Sugui chia đất cho chân lý mùa 500 năm này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em thực hiện nhiều thử thách cũng như là những cái ý tưởng mà anh em đặt ra cho mình nha. Nên nếu như anh em nào muốn mình làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình anh em ơi, để mình đọc được và mình làm luôn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử làm một con tướng ở đó mà có thể là tận dụng được ba cái huyết kiếm này. Mình đang lấy được 2,5 cây rồi anh em ơi, hai cái huyết kiếm với lại là một cái kiếm bép. Giờ chỉ cần thiếu một cái kháng phép nữa thôi là đủ, tại vì từ đầu game đến giờ là mình cũng fit máu gọi là rất là chi ly hợp lý luôn anh em ơi. Không fit phải gọi là quá nhiều mà cũng không có đứng top á, mình chỉ thua mấy ông top mà lúc đi chợ là chỉ tầm 10 máu hoặc là 12 máu là cùng thôi anh em ơi. Mình fit nhưng mà mình vẫn có thắng nha, để không có bị bán máu quá nhiều á. Tại vì chọn ngày hôm nay thì mình muốn làm thử cái con mà 4 tiền mà ui xời ơi, huyết thần kiếm anh em ơi. Cái quả đồ như thế này thì bắt buộc mình chơi rồi á. Tính làm bay huyết kiếm nữa mà mình ghép được 2 cái rồi, nó rớt lại cho mình một cái huyết kiếm ánh sáng rồi thôi chứ anh em ơi. Huyết thần kiếm, ngay cái tên thôi là cũng đủ lực rồi. Thật sự là lúc đầu mình cũng tính thử làm Olaf 3 sao bay huyết kiếm á, nhưng mà nó yếu quá anh em ơi. Một đồng mà bay huyết kiếm thì sợ là về lay nó không có carry được á. Với lại là con Olaf này nó cũng không có gọi là kháng hiệu ứng á. Để mà cầm bay huyết kiếm này mà không có tốc đánh thì nó hơi tù. Ok nè, rồi mình thì chọn ngày hôm nay mình muốn thử làm con Lucian anh em ơi. Lucian 3 sao x 3 huyết kiếm thử nó bắn như thế nào, tại vì mình nhớ không nhầm ơi là những con pháo thủ anh em ơi, là skill của nó là có kích hoạt hiệu ứng pháo thủ á, nên rất là phê. Với lại là cái chiêu con Lucian á, cái chiêu mà thanh trừng nó bắn ra anh em ơi, thì mỗi viên đạn của nó được tính là một đòn đánh thường nha. Nên khi mà cầm ba cái huyết kiếm này á, nó không cầm bắn thường, nó chỉ cần xả thanh trừng thôi thì máu nó lên là như hát luôn. Với lại là khi mà kết hợp với pháo thủ với lại là cái dây kia mình đang có nè, thì thật sự tốc đánh nó cũng hơi bị nhiều đó. Chẳng ngày hôm nay thì mình vừa lượm kiếm BF mà mình vừa lượm kháng phép thôi nha, mà vẫn có được 4 cái kiếm BF anh em ạ. Nếu như mà từ đầu trận đến giờ mình chỉ cần lượm kiếm bép thôi là chắc là đủ 6 cây luôn rồi quá. Bây giờ mình vừa lượm kiếm mà mình vừa lượm kháng phép đó nha, nên mới đủ đồ á. Thôi lượm kiếm không là giờ chắc dư đồ bà nó rồi. Ok, bỏ tạm thời là đép như vậy đi, thiếu một mai sứ hả? Cái Delusion thì chắc là mình sẽ đi chung với vệ binh với lại là 4 pháo thủ anh em ơi, để cho nó có đa một tí. Đi chung với 3 vệ binh, 4 pháo thủ với lại là kẹp chung với hiệp sĩ thiết giáp đi ha, nghe cũng hợp lý. Cái đội hình đó thì kẹp bí ẩn cũng được, nhưng mà không thích thì không kẹp cũng được anh em ơi. Kẹp kỵ sĩ thì cũng khá là ngon. Ủa, đi xua đồ chất đó nhờ. Quyền năng ánh sáng luôn mà. Ông này hình như roll hơi sớm á, nên đồ hình của ông mạnh quá. Ok, một cái cung, một đống tiền. Mình roll nhẹ nhẹ cái nha, nên mới chứ sợ giờ mà úp một phát lên level 8 luôn á thì thật sự cái đồ hình của mình nó không có chịu nổi cái nhiệt của mấy ông này đâu. Mấy ông roll sớm với lại là đội hình mạnh quá, nãy giờ thua không à. May mà có ra được con Lucian đỡ được. Ui, 2 con luôn nè anh em. Mình có một cái Neko nha, nên tí nữa mà mọi chuyện nó ok hơn tí á thì mình lên level tới mình roll Lucian 3 là vẫn còn được, tại vì có Neko mà tỷ lệ lên được 3 sao nó khá là cao. Lucian 2 ngon. Ui, Lucian 2 level 7 luôn anh em, hợp lý luôn. Lên level 8 là chưa chắc roll được như này nha, nó thiệt. Lên level 8 mà chưa chắc roll được Lucian 2 luôn á anh em ơi, mà ra được Lucian 2 level 7 là cũng tài đó, cũng ngon, cũng ngon. Đó, quả Lucian huyết kiếm như này thì bố con nào mà chịu nổi, sẽ thanh trừng liên tục, máu cứ lên liên tục, đam được cái cộng thôi. Kết hợp thêm với pháo thủ và dây kia nữa, không nhất cái nách luôn. You were the one for
ba vài binh là đủ anh em ơi. Bỏ con Olaf này vào thì mình sẽ bị dư một cái vệ binh nha. Nhưng mà tạm thời là chưa biết bỏ gì vào, chưa có rêu anh em ơi, chưa có rêu để bỏ vào. Có con Galio là đẹp nè, Galio là nó kích vệ binh, rồi tí nữa mình kịp thêm hiệp sĩ nữa là đẹp. Đang có hai rồi, nếu mà 4 là ngon. Không có Lucian đó, có Lucian là mình lụm mẹ luôn cho nó nhanh rồi đó. Thì có Lucian là mình lụm luôn cho nó nhanh rồi đó anh em. Nó lại là kiếm bếp nữa thôi trời. Kiếm mình có hơi nhiều anh em ơi. Chắc là mình lấy cái đồ khác quá, đồ tăng đi anh em. Đồ hình hơi bị thiếu trang bị tăng á. Toàn trang bị đam không à. Tí nữa sợ cái dàn tăng nó không đủ cứng thì Lucian chưa kịp bắn thì đi luôn rồi. Lấy cái đai lưng này về là có hai tác dụng anh em ơi. Cái nữa nếu mà có đứa nào mà hộ máu nhiều quá thì mình ghép giáp lửa, còn không nó mình sẽ ghép giáp máu, hoặc là mình ghép cái thêm cái dây kia nữa. Có tự ra cái gì. Ôi má nuôi nó ăn học nó bắn cái rờ thanh chừng kìa, muốn bán luôn á anh em, thiệt cái chưa. Quả thanh chừng này đúng là đi vào lòng đất luôn, hiểu. Level 7 công nhận ra Lucian nhiều hơn. Level 7 mà ra tận 4 con Lucian là cũng hơi ảo ma đấy. Giờ mua mấy con pháo thủ bỏ vào nha. Pháo thủ giờ yếu quá này, Miss Fortune, Lucian. Carry thì chỉ có được con Miss Fortune, Chitina với lại là Lucian. Senna thì carry thì nó hơi nó không phải là bay sao sớm và đồ chuẩn. Ok, chơi Senna carry kìa. Ủa sao mà anh em lên level 7 mà toàn tướng 4 tiền 2 sao không à? Anh em biết gì nữa không? Là nếu mà con Lucian này cầm ít bay hít kiếm này á, khi mà nó rớt dưới một cái lượng máu nhất định đúng không, là nó sẽ kích hoạt một phát là ít 3 lớp giáp của hít kiếm luôn nha. Tại vì một cái hít kiếm á, là khi mà rớt một cái lượng máu á, là nó sẽ kích hoạt một cái lớp giáp nha anh em. Và anh em đừng quên là hít kiếm này nó cộng dồn giáp đó, và ba cái chắc giáp là phải hơn nửa cây máu nó thiệt. Mình nhớ không nhầm là 40% là kích hoạt 40 hay 30. Giờ thay team từ từ nha anh em ơi, mình sẽ thay team thành vệ binh, hiệp sĩ với lại là thiết giáp nha, có kịp thêm phá thủ nữa. Cái chiến binh này nó hơi thừa nè, nhưng mà chiến binh này thì mình phải kích anh em ơi, tại vì có dắt với lại là có Ire á, nó đã có hai chiến binh rồi, nên mình kích thêm một phát nữa là có ba luôn cho nó hợp lý một tí. Ok.
Ok, mời 4 pháo thủ, 3 thiết giáp với lại là 3 vệ binh nha. Là cái đội hình mà lúc đầu là mình đã muốn chơi anh em ơi, mình xoay xoay một hồi. Tại vì tướng nó cũng có nhiều đầy à. Mình tính là kẹp thêm kỵ sĩ nó nhưng mà không có slot thôi. Kẹp 4 pháo thủ thì mình thấy nó hơi thừa nhưng mà thử nó có mạnh hay không. Nếu như mà yếu á, thì mình bỏ bớt 2 pháo thủ ra mình kẹp 4 kỵ sĩ. Hoặc là bỏ bớt 2 pháo thủ ra mình kẹp 3 kỵ sĩ hoặc là đi chung với bí ẩn thì nó cũng khá là ngon nha. Riêng Lucian này á, anh em ơi, thì nó có toàn là 2 đến 3 cái meta mà carry lượng. Nhưng mà đồ thì cũng như vậy à. Còn như đồ này chắc là ghép luôn anh em ơi, thiếu đồ tăng mấy cái đồ tăng đi. Lúc đầu game giờ nó ra kiếm bếp nhiều quá nên nó cũng không rất là kiếm bếp để mình lắp nữa. Ui, cái kiếm mà gặp quỷ thư hay là giáp lửa là rất là sợ nha, mà riêng con kinh này nhìn ghê quá anh em ơi. Vừa là vừa là quỷ thư vừa là tiên băng luôn, gọi là độ cái trang bị là đúng là khắc chế cứng của Lucian này luôn á. Vẫn thắng. Tại vì cái lượng đạn mà con Lucian này xả ra khi mà nó bắn thanh chừng á, là nó liên quan, nó phụ thuộc vào cái lượng tốc đánh của Lucian đang có nha anh em. Tốc đánh Lucian càng cao á, thì thanh chừng nó xả được càng nhiều đạn, còn thấp thì nó bắn ít xịn à. Xin vậy có mấy chiếu anh em ơi. Top 1 chơi Senna 3 quyền trượng, ở lộn Senna 3 Sojin thì mấy chiếu là rất là cần thiết nè. Kêu quả Draven nhìn gắt quá nhưng mà sợ là không có đam thôi. Draven hai cuồng đao với lại là một cái đại bác thì sợ là quăng không vô máu này mà. Trừ khi là Draven 3 thì quăng vô máu nha. Draven 2 thì quăng hơi xì đa một tí. Úi trời ơi, từ lúc mà lên được Lucian 2 với lại là cho cầm quả bay hết kiếm như này là kiểu như là bóc bại luôn á anh em ơi. Nếu thế nào mà chết được luôn á. Level 7 ra Lucian đúng nhiều luôn. Level 7 ra 4 Lucian là level 8 không xuất hiện bất kỳ một con nữa luôn. Mà mình chết lại nha là năm nhà này thì không nhà này. Ôi, ông nội kia đánh 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 đánh. Ở sao ông kia lấy Lucian của mình làm gì ta? Anh em, ông kia đồ hình có liên quan đớt gì đến Lucian đâu mà lấy Lucian của mình nhờ. Giờ muốn muốn gây war à? Muốn gây war à? Chơi giành tướng là không được rồi bạn. Một cái biến thiên thần có đầu xanh đó. Mày muốn tôi kích thệ gì đây? Thì mày cho tao cái gì mà nó liên quan đến phép cũng 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 được đi, nó cho biến hệ anh em ơi, cho biến hệ, mày biến hệ như cái đầu bò. Một cái biến hệ không thể nào mà liên quan hơn được nữa. Tưởng nó là cô chứ. Lucian em ơi, ra đây với anh nào em ơi. Lucian. Cứ run từ từ thôi anh em.
Ông nào bắt Lucian bán đi nha. 6 Lucian nè, thiếu hai con thôi mà còn tận là gần 50 vàng. Nhất cái nách. Quả này mà không lật. Ui. Ông kia lại lấy Lucian của mình rồi. Hai ông lấy hai con Lucian nên em mới chịu á. Từ để mình nhớ coi Lucian là 12 con. Mình lấy 6 con rồi, ông kia lấy hai con nữa là 8 con, vậy là còn 4 con anh em, mình phải roll được thêm hai con nữa mới đủ nha. Vẫn còn ra được đó, nhưng mà cái này kèo này nó hơi khó thôi. Bố này dành Lucian của mình nè, cho đi đi. Đi không? Không đi à. Nghề Leo 2 Nautilus 2 chiếc tên này mình cũng không có muốn nâng nữa, nó 2 sao sẵn rồi, dắt bán luôn nha. Dạ, không ra Lucian rồi. Bắn đi bạn. Mà ông này 3 sao nhiều dữ vậy ta. Mấy nhìn đi nhìn lại 3 sao không anh em ơi. Thắng nổi không trời. Ui vẫn thắng anh em ơi. Cũng mạnh đấy, 3 sao nhiều cũng mạnh đấy. Nhưng mà bằng mạnh bằng Lucian này không. Ui Lucian bắn cháy thật. Ui ông top 3 thắng đồ hình ông top 1. Ui một con Lucian nữa em ơi. Một con Lucian nữa em ơi. Hai ông còn sống, đúng còn là hai ông mà giành Lucian của mình luôn á. Cay thật. Ú, ra nè. Người tốt luôn gặp được việc tốt anh em. Lên luôn 3 sao cho em nó, giờ thua hộ luôn á anh em. Có thiệt á. Giờ sao mà thua được nữa anh em ơi. Cái quả này muốn thua là phải là một cái kỳ tích hoặc là một cái gì đó nó ảo trưởng lắm mới thua được á. Chứ quả này là thua thế nào được nữa. Lucian 2 star từ đầu game đến giờ không thua, quả là lên được Lucian 3 thua thì đúng là game nhái mà. Một cái phanh đạn thôi. Vãi. Tên bạn 8 người Lucian một cái phanh đạn thôi nên mơ đi hết luôn. Hơn 10.000 đam ạ. Biến sát thủ nè, biến tái tạo nè. Vô cực nè. Galio ra cũng nhiều anh em ơi, trận này Galio với lại dắt ra cũng siêu nhiều luôn. Mà tiền thì không có mua thôi. Không biết mình xếp cái quả Lucian này có đúng không nữa anh em. Tại vì mình sợ cái nên nó chạy một phát là chạy hết tay mình đó. Có lặn Senna anh em ơi, mình phải để được cho nó bắn được đẹp á. Bắn đi bạn. Nhìn giống thua quá à ta, bị chói kìa. Ui không được rồi, không được rồi, thua rồi. Anh em biết sao thua không? Cái xe này nó chói ảo quá anh em. Nó chói nguyên xuyên qua cái tay mình luôn. Lucian trúng ba cái chói liên tục thì bắn cái gì nữa. Đang bắn mà bị chói hoặc là bị stun là mất đạn mà. Hồi rồi xếp lại như hồi nãy, đem mời xếp kiểu này hơi lủng. Đó, mình thấy xếp kiểu này là chắc ăn nhất rồi nè. Hồi nãy mình sắp tách ra là tại vì không muốn cái nên nó chạy một phát là trúng hết cái tay mình á. Với lại là Senna nó chói nên mới nó chói là chói một cục luôn. Mình sắp tách ra á. Người sắp tách ra thì lại không hiệu quả bằng sắp chồng, nhìn này cay chứ.
là nãy Lucian nó bắn là hết phanh đạn vào con Irelia, không mất nửa cây máu. Hư cấu thật. Bây giờ nó bắn trước là cái thằng Olaf, bắn xuyên qua thằng Senna luôn là đẹp nha. Đó đúng rồi, là cái nên stun rồi, bắn xuyên qua thằng Senna luôn bạn. Với thằng Senna trước đây. Đúng rồi, đó. Hồi nãy mình xếp kia là Irei nó chặn hết đạn rồi, anh em ơi nó trâu quá. Đây nè, thấy không? Thấy không anh em? Quả trưởng không? Senna lột Irelia. Một cái thật sự là không biết kẹp thêm cái gì luôn, không biết kẹp thêm một cái búp gì luôn á, bởi vì cái đội hình này là lên level 8 là đủ rồi, chuẩn quá chuẩn luôn rồi. Kẹp thêm tí si vong. Quả lóc này thì nghĩ là thích thì xào thôi. Ông này ra cái sắp 3 nữa, lóc đạ rồi nha anh em. Chúng ai chúng mình cũng không quan tâm là chúng ai, tại vì chỉ cần xếp thêm chuẩn thôi là khó thua lắm, nên cũng bình thường. Ui lóc chúng canh men là cũng được anh em. Rê đổ hết đại mồi. Ui hay hay hay. Lucian nó bắn xuyên hết luôn, hết luôn, hết luôn. Hay. Hay. Ok anh em ơi, một round nữa. Má tới round 7 chấm mấy luôn rồi nè, chưa thắng nổi à. Ok. Nice. Đội hình quá trâu quá mạnh. Ok và GG tất cả những nhà tạm biệt đây, hẹn lần sau. Hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.